Rất là mong bác sĩ tư vấn giúp tôi có cái cách nào mà cải thiện được cái chứng tiểu đêm nhiều như vậy. Chúng ta biết để điều trị một cái bệnh lý nào đó thì chúng ta phải, cái nguyên tắc đầu tiên là chẩn đoán đúng bệnh và điều trị đúng cách. Dạ. Như chia sẻ của anh Cảnh thì người bà xã của anh Cảnh cũng rất là quan tâm đến ông xã và cũng đã tìm những bài thuốc. Tuy nhiên như chia sẻ của anh Cảnh là vẫn chưa đạt được cái mục đích, chưa đạt được cái mong muốn của mình, có nghĩa là chưa cải thiện cái tình trạng như vậy. Thì chúng ta biết á, để mà đạt được có hiệu quả thì chúng ta phải chẩn đoán chúng ta bệnh là gì. Vậy đầu tiên là chúng ta đi khám bệnh, khám tổng quát, kiểm tra cái nguyên nhân. Trong trường hợp nếu mà anh Cảnh bệnh lý anh bị tiểu đường thì rõ ràng chúng ta chỉ cần kiểm soát tốt đường huyết, nó sẽ cải thiện những cái triệu chứng này thôi. Còn nếu trường hợp mà anh bị những bệnh lý của thận vậy thì chúng ta phải điều trị của bệnh thận. Còn cái điều trị như thế nào về cái triệu chứng tiểu đêm cũng như suy giảm chức năng thận lý thì chúng ta đầu tiên là chúng ta phải thay đổi lối sống ha. Bị tiểu đêm rồi thì ban đêm chúng ta đừng có uống nước quá nước nhớ nhiều vào ban đêm, đặc biệt là những cái gia vị kích thích cà phê thuốc lá. Rồi nghỉ ngơi cho đủ giấc. Đặc biệt chúng ta có thể sử dụng những cái liệu pháp từ thảo dược để mà giúp kiểm soát cái tình trạng tiểu đêm cũng như là phục hồi lại cái sức khỏe tổng quát chung cũng như là cải thiện cái tình trạng chức năng sinh lý. Với những thảo dược thì rõ ràng ở Việt Nam chúng ta có rất nhiều thảo dược quý hiếm. Thảo dược quý hiếm ví dụ có thể kể ra như là ba kích, sinh thù, kỷ tử, kỷ tử rồi bạch tật lê. Đó là những cái mà nó có giúp cho cái người bệnh chúng ta phục hồi, bảo vệ những cái tạng mà chuyển hóa bài tiết như là gan, thận. Đàn ông đến tuổi trung niên, nội tiết giảm sút, thận liền yếu suy. Bao nhiêu phòng độ, giờ đi xuống rồi. Đây, tôi đã mua cho ông cái thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viga Nam Tâm Bình rồi. Nó hỗ trợ tăng nội tiết tố cho nam giới này, bổ thận, tráng dương này, tăng cường sinh lý, giảm đau lưng mỏi gối, giảm tiểu đêm do thận yếu. Cảm ơn bà. Viga Nam Tâm Bình, hỗ trợ bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lý. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.